Chào cả nhà đã trở lại kênh của Linh. Tụi Linh đang ở trên đất Đức. Mọi người thấy là cái clip trước thì tụi Linh ở bên Thụy Sĩ, và cũng là trong cái ngày đó luôn thì mọi người thấy là Linh post từ Đức qua Thụy Sĩ rồi quay trở lại, hôm nay là quay trở lại Đức. Thì nó thật ra thì cũng là trên cái đường đi của tụi Linh trong một ngày thôi. Và vì sao tụi Linh trở lại cái thành phố này, thành phố Constance, nó nằm ở miền nam nước Đức. Vì anh xã Linh nói là nó cũng nằm trên một cái dòng sông Bodensee. Cái chữ C của trong nước Đức á, là trong tiếng Đức là cái hồ chứ không phải là cái biển nha cả nhà. Thì ở đây có cái hồ lớn, thì anh xã Linh muốn chở tụi Linh lại đây để coi. Thì cũng trên cái đường từ Thụy Sĩ qua Đức, và tụi Linh ghé lại, tụi Linh ăn trưa, à sorry, ăn chiều rồi coi cái phong cảnh ở cái khu vực này thôi, chứ cũng không phải là gọi là phải bắt buộc phải đi qua cái vùng đất Đức này để đi qua Ý, mà chỉ là anh xã Linh muốn là chở tụi Linh để đó coi coi giống như trên cái đường mình đi, mình xem thêm cái cảnh lạ và cảnh đẹp khác. Và tụi Linh tới đây tụi Linh ăn trưa, xem cảnh, ăn chiều chứ lại nó ăn trưa xem cảnh, và lại bắt đầu sẽ đi ngược lại Thụy Sĩ rồi qua Ý. Thì ở cái đất Thụy Sĩ á, Linh không có dám mở cái mobile data, không biết bên bên Việt Nam của mình chắc kêu là 4G, có nghĩa là không có đăng ký mọi người. Vì khi mà Linh mở cái mobile data lên á, thì nếu mà Linh nhận tin nhắn hoặc trả lời hoặc là mở lên á, là Linh phải trả 15 euro, mắc quá. Cho nên ở Thụy Sĩ thì Linh không dám mở cái đó ra để xài. Và khi mà qua cái nước khác không phải ở Hà Lan á, thì cái mobile data Linh cũng phải sử dụng trong giới hạn, chứ không phải sử dụng hết cỡ giống như ở Hà Lan. Và nếu mà Linh giống như bây giờ thì tụi Linh đi bây giờ là tháng 7, cuối tháng 7, thì nếu mà Linh xài hết cái gói của tháng 7 ở đây á, Linh phải chờ cho đến tháng 8 Linh mới sử dụng được nữa. Cho nên Linh đi ra ngoài Linh không có dám sử dụng mobile data nhiều, cho nên sẽ tương tác với mọi người ít một chút, cả nhà thông cảm với Linh nha. Tại vì đi chơi cả ngày tối mới về là xài wifi của cái chỗ mình ở, cho nên nó cũng hơi khó tương tác nhanh với mọi người, cả nhà thông cảm cho Linh và chờ Linh về. Linh rồi Linh ghé chỗ này và ghé chỗ cái tiệm tàu để ăn. Mấy hôm nay toàn là ăn đồ tàu, đồ Hàn, đồ Việt Nam. Chỉ có ăn sáng là đồ của Đức thôi, và một bữa ăn chiều rất là bình thường của Đức. Thank you. Cái tô này làm sao mà ăn hết được ta? Mình đến cái thành phố này là để nghỉ chân và ăn chiều thôi, chứ không phải là mục đích để mà mình ở đây hoặc là đi tham quan cái gì hết. Thì sau khi mà ăn xong cái ở tiệm tàu ấy, thì thấy không có ngon lắm. Tụi nhóc nó thì muốn uống trà sữa, và thấy ở đây có một cái tiệm thì ra là tiệm của người Việt, và đây là cái tên, thì tụi mình vào để mình mua thêm ủng hộ người Việt của mình. Đây là những cái món mà anh có đầy đã cho đầy đi nếu như không bộ không sao đâu anh, được rồi được rồi, em cho đầy đi để anh quay đây nè, anh quay em nè. Tại vì đây là buổi tối, buổi chiều tối rồi, cho nên cái quầy cũng chưa có đầy, đã vơi bớt rồi, không phải không đầy. Anh bán cho em cái trà matcha, matcha, dạ một ly. Chị uống với takimoka gì? Anh làm cái nào mà ngon cho em á, matcha em cũng muốn thử. Anh này rất là dễ thương, nếu mọi người có dịp đi ghé đến thành phố này á, thì ghé ủng hộ anh nhé. Cảm ơn mọi người nhé. Môi tại thành phố của mình thì tụi nó, mọi người biết rồi, cái phong trào trà sữa này đang rất là phổ biến,
thì con mình đã thử rất là nhiều ở rất là nhiều nơi, và tụi nó nói ở đây ngon mà mình thử thì mình thấy cũng ngon nữa, cho nên mình cũng thích thử. Bị bật nắp. Rồi. Rồi, cảm ơn anh nhé, chúc con đó. Bye bye. Bye bye, bye bye chị. Rồi, bye bye. Rồi, cảm ơn, hãy gặp lại. Bye bye, chào cả nhà. Bây giờ, trời ơi, rất là mát. Nó không có lạnh một tí gì luôn á. Cho nên mình đi thích lắm, không có sợ lạnh. Tại vì nếu mà bình thường lên nói trong mấy cái clip trước á, mọi người biết là khi mà mình đi ở châu Âu á là mình phải đem áo khoác theo, và bây giờ thấy trời mát quá không có đem theo áo khoác gì cả. Linh có nói là cái budget của tụi Linh đi chơi là khoảng 250-300 một ngày, và tính luôn tiền ngủ với nhau cái nhà tiền khách sạn á, tại vì có thể lâu lâu tụi Linh cũng đi vào khách sạn 4 sao, Linh ngủ 4 sao thôi chứ chưa có đi 5 sao lần nào hết thật sự luôn. Và cái những cái nhà mà giống như homestay mình thuê á thì nó không có mắc. Nó khoảng 80 cho đến 150 cho cả gia đình. Thì Linh nghĩ là cái đó là phù hợp rồi. Còn chuyện ăn uống á thì tùy thôi. Tại vì có lúc tụi Linh thích ăn ngon thì hôm đó xài nhiều tiền một tí. Còn bình thường thì ăn cũng bình thường thôi, và Linh mọi người thấy Linh không có ăn tối. Ít ăn tối lắm cho nên Linh đó nha, Linh cái chuyến này đi này Linh không có ăn tối cho nên cũng đỡ một phần ăn rồi. Nói vậy thôi chứ hành trình mới có bắt đầu thì Linh không biết là Linh có giữ được lời hứa là không ăn tối không. Vì có con vịt ở đây nó đậu dữ luôn quá anh. Trời ơi coi kìa. Ý có con ốc gì dưới đúng không? Con ốc có cái miếng gì á. Ôi. Con ốc lớn á. Ốc á. Và xung quanh đây coi nhỉ, mọi người nhìn thấy cảnh rất là đẹp. Mình đi ra đây cho mọi người nha. Cái biểu tượng này nó xoay hay sao á? À, nó xoay đó cả nhà. Nãy giờ mình cứ tưởng là cái mắt mình bị hoa, mình bị cái cảm giác hoa mắt á. Cái tượng này đó, xoay đó. Giống nữ thần công lý á, nhưng mà không phải. This is the Golden Sea. Đây, cái tên này là tên Golden Sea đó cả nhà. Vâng. Linh cảm ơn cái nhà đã theo dõi clip của Linh nha. Bây giờ tụi Linh đi qua áo. Qua áo để nghỉ tối nay. Thì tới đó Linh sẽ quay tiếp cho mọi người xem nhé. Cái điện thoại này Linh sử dụng cái điện thoại này, không phải là điện thoại Linh thường sử dụng, tại vì cái điện thoại đó quay nhiều hết phim rồi, hết pin rồi. Linh quay cái điện thoại này thì cái chất lượng nó hơi kém một chút, với lại cái độ rung của nó nhiều hơn. Mọi người thông cảm cho Linh nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong clip sau. Mọi người hãy like, share, subscribe và chia sẻ cảm nghĩ của mọi người về Linh nha. Cảm ơn rất là nhiều. Hẹn gặp lại lần sau.